Chào mọi người một ngày mới, một buổi sáng an lành, hạnh phúc, sức khỏe an định, dịch bệnh tránh xa, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ. Đức cha kỳ duyên của mình cũng lâu rồi là mình không có chia sẻ món ăn của mình với mọi người. Hôm nay là ngày rằm tháng 10, thì mình sẽ làm một món thịt ba rọi chay nha các bạn. Cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người món thịt của mình ngày hôm nay. Ở đây cái món thịt ba rọi của mình thì mình sẽ có bánh mì, sườn non và bột gạo. Bột gạo mình sẽ ngâm, mình khuấy cho nó mịn ra. Sườn non mình ngâm cho mềm, vắt khô nước. Và đây là bánh mì. Và khâu sơ chế của mình nha. Mình sẽ sơ chế bánh mì. Thì ổ bánh mì này mình sẽ cắt làm đôi. Thường ấy thì mỗi người làm một ý khác nhau. Một người thì người ta để nguyên ổ, còn mình thì mình sẽ cắt làm đôi cái ổ bánh mì của mình ra như thế này. Ở đây ngày hôm nay mình sẽ làm khoảng 2 ổ bánh mì đi nha các bạn. Cái bánh mì này thì mình chế biến là mình sẽ làm nó, mình làm giống như nó là cái da giòn của thịt heo của mình vậy đó. Rồi sườn non thì mình sẽ ướp một ít hạt nêm. Mình sẽ ướp một ít hạt nêm gia vị vô trong sườn của mình. Và một ít bột ngọt. Mình không có ướp nhiều nha các bạn, mình ướp cho nó ít, nó thấm một chút. Ở đây cái miếng bánh mì của mình ngày hôm nay thì mình sẽ ước lượng lên cho cái miếng sườn nó vừa nha. Nó vừa với cái miếng bánh mì của mình. Như thế nào nó vừa thì mình sẽ cắt mình để qua. Nếu mà nó hơi thiếu thì có thể mình cũng sẽ như thế này thì mình sẽ cắt bỏ bớt một chút thôi. Mình cho cái miếng bánh mì nó ôm vô cái miếng sườn của mình. Mình cắt bỏ thêm một chút xíu là được rồi, không cần bỏ nhiều. Giờ mình sẽ đè cho cái ruột bánh mì nó xẹp xuống như thế này. Mình để miếng sườn non vô. Ở đây ở trong cái bột mì cũng có bột gạo của mình thì mình cũng có nêm một ít hạt nêm. Mình sẽ chế cái bột vô trong cái bánh mì này. Cách làm thì nó đơn giản lắm mọi người. Nó không có khó, là nó không có lu bu gì hết. Nó dễ lắm. Giờ mình sẽ ép cái miếng sườn vô trong cái miếng bánh mì này. Giờ mình sẽ thêm một lít bột lên trên đây. Ở đây thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái miếng sườn của mình là nó có. Tại vì cái bột gạo này nè, nếu mà các bạn làm mà mọi người làm bột gạo mà nó đặc quá thì cái miếng sườn của mình nó ngán, nó dễ ngán lắm mọi người. Cho nên mình không có muốn làm cho nó sệt quá, mình làm cho nó lỏng lỏng như vậy luôn cho nó chín mà nó không có bị ngán. Giống như là mình nhúng vô nguyên bột cho nhiều vô vậy đó, cho nó dính cái miếng sườn của mình lại. Mình sẽ chuẩn bị lá chuối á.
chuẩn bị cái nồi nước cho mình hấp. Chuẩn bị nồi nước để hấp thịt. Còn lá chuối này nè là mình chuẩn bị để mình cuốn cái miếng thịt của mình lại nè. Mình cuốn rồi mình giữ, mình định hình cái miếng thịt của mình. Người ta sẽ không làm lỏng giống như mình đâu nha mọi người. Chắc người ta làm thì chắc vậy, người ta làm bột sợi. Nhưng mà mình thì thích làm nó lỏng hơn. Lá chuối đó là mình cuốn là đang mình hấp thôi nha các bạn. Mình cuốn cái miếng thịt mình lại như thế này. Cái bột này nó làm cho dính cái miếng thịt của mình vô này nha. Câu cái miếng thịt nó dính vô đây nè. Cái bột này nó có dư cũng không sao nữa. Khi mà mình hấp xong rồi bắt đầu cái mình lấy cái bột này là mình pha trộn với ngũ vị hương, mình chiên giòn nó lại, nó như cái da giòn của da heo, nó rất là ngon. Mình không có sợ nó dư. Có lẽ là bánh mì nó dư rồi, mình sẽ ướp lên trên cái bề mặt của bên cái lớp thịt của mình một lớp nữa cũng cũng được nữa đó mọi người. Cái bánh mì này mình làm dư hồi nãy rồi, mình sẽ ướp lên trên cái mặt của nó cũng được. Mình sẽ làm như thế này. Thì cái lớp thịt của mình nó sẽ dày. Cái bột ngũ vị hương này thì mình cái bột này thì mình sẽ cho ngũ vị hương vào nha mọi người. Ngũ vị hương xong thì khi mà mình hấp rồi đó, cái mình nhúng ngũ vị hương này là mình thì mình chiên lại thì nó sẽ có cái mùi thịt rất là ngon. Đây là bột ngũ vị hương, mình sẽ cho vào trong bột của mình. Khi mình hấp chín rồi mình để nó nguội rồi mình sẽ nhúng vào cái bột ngũ vị hương này đặng mình chiên lại. Giờ mình sẽ bầm tỏi vô đây nữa nha. Tại vì khi mà thịt chiên của mình nó có cái mùi ngũ vị hương thì giống như mình chiên thì mặn giống như bình thường vậy đó. Chỗ này hơi bê bối mình.
trong cái bột ngũ vị hương của mình để tỏi nhiều nó thơm nha các bạn. Mình khìa lại, mình chiên lại, gọi là chiên lại, khìa lại cũng ngon. Có lẽ mình sẽ chiên một nửa và một nửa thì mình sẽ khìa. Mình chiên một hai miếng thử thôi. Tại vì cái món thịt ba rọi chay này là cái bếp chay kỳ duyên của mình cũng mới chỉ làm một lần đầu với hai lần thôi. Thì cái kinh nghiệm của mình đó thì là mình sẽ sáng tạo. Thường là những cái món ăn của bếp chay của mình thì là sáng tạo nhiều lắm các bạn. Rồi mình ăn theo khẩu vị của gia đình mình nữa. Mình chia sẻ với mọi người thì mọi người cùng làm, nhưng mà chúng ta sẽ làm theo một khẩu vị của mỗi gia đình của mình nha. Gia đình của mỗi người mỗi khác. Bình thường thường xuyên chia sẻ là mình ít có ăn đường nhiều, cho nên trong mấy cái món ăn của gia đình mình ít có để đường nhiều lắm. Mình chỉ nêm một ít hạt nêm, rồi có khi dằn bột ngọt mà có khi không nữa. Thì những cái loại đó mình cũng giảm ăn, rồi mình không có ăn nhiều như hồi ngày xưa, mình không biết mình ăn nhiều lắm. Rồi bây giờ thì cái món thịt của mình thì bây giờ là mình hấp nè các bạn. Mình hấp ở trong cái nồi nước nè. Mình sẽ hấp ở trong khoảng chừng 30 phút. Đầu tiên là mình để lửa lớn, rồi sau đó mình để lửa nhỏ lại cho nó liu riu. Thì cái miếng thịt của mình nó chín bột và nó sẽ được dính vào cho dễ hơn. Thì cái khâu mình lấy ra thì mình sẽ tiếp tục cho mọi người xem nha. Đây là cái thớt mình dằn lại. Mình dằn cái thớt lại đây mình nè. Cho thịt nó đáng nét xuống. Rồi thịt của mình nó đã hoàn tất rồi nha các bạn. Mình sẽ lấy ra nè. Mình hấp nãy giờ khoảng 30 phút rồi đó. Rồi thì đây là cái miếng thịt mà mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Thì chúng ta sẽ nhúng vào cái bột mà hồi nãy mình nói là mình để ngũ vị hương vô đó mình chiên. Mình chiên lại, hay hoặc là mình sẽ không nhúng thì mình chiên không mình kho. Mình chiên không mình kho lại. Rồi cái này nó không bị dính vô. Mình để cho nó nguội ra nó dễ dính hơn. Nó còn nóng nó ưa bị sức ra. Chứ bột ít ra nó bị sức ra. Mình để cho nó nguội thì mình thấy nhúng bột mình chiên lại nha mọi người.
Hoài ngu trời. Thịt ba rọi chiên giòn của mình đã xong rồi đó mọi người. Đây là miếng thịt mà mình đã chiên xong. Mình sẽ cắt ra cho mọi người xem nha. Đây miếng thịt của mình nó sẽ như thế này nè mọi người. Mình sẽ thấy thịt của mình như thế này. Này là mình cắt hai ba chiều khác nhau, mình sẽ cắt một chiều xuôi và một chiều ngang. Và đây là miếng thịt mà mình đã cắt cái chiều chiều xuôi nè. Mọi người nhìn thấy có giống miếng thịt thật không các bạn? Thì đó là mình đã hoàn thành cái món thịt ba rọi chay. Thì đây là cách mà mình làm nó rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ nữa đó các bạn. Thì mình muốn ăn chiên thì mình ăn, còn mình muốn ăn mình cũng muốn ăn kho thì mình sẽ làm nước kho mình ăn. Mời thưởng thức nha. Chúc mọi người thành công. Ăn mẹ và một ngày hạnh phúc an lạc. Cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi. Gia hộ độ trì cho khắp hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Chiến tranh ngừng dứt, nhân loại thiện lương, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện. Mọi người chúng ta cùng hy vọng dịch bệnh lắng xuống thì lòng người cũng phải lắng động. Như vậy thì dịch bệnh nó sẽ từ từ nó lắng dịu xuống. Còn nếu là lòng người động loạn thì khó mà qua được những cơn đại dịch. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Rồi chào các bạn nha. Thì cũng từ những cái miếng thịt đó mình đã làm ra được như thế này nè, mình sẽ chế biến thành món một món rất là nhiều món. Thì bây giờ là khi mình chiên rồi, mình chiên xong hết trơn nó giòn rồi, thì bây giờ ý mình muốn một phần thì mình sẽ khìa, rồi một phần mình sẽ kho. Như vậy thì mình sẽ chiên sơ lại nữa, mình sẽ chiên sơ, khi mình cắt ra rồi mình chiên sơ lên nha mọi người, đừng cho nó giòn lên, mình khìa cho nó ngon. Và khi mình kho thì nó cũng miếng thịt nó cũng sẽ dai, nó không có bị bở. Khi mình khìa thì mọi người sẽ thấy cái miếng thịt của mình nó rất là giòn. Một ít thì mình sẽ kho và một ít thì mình sẽ khìa. Vậy mà miếng thịt của mình nó sẽ giòn rụm lên, tại vì khi mình khìa với ngũ vị hương đó thì nó sẽ rất là giòn đó các bạn.
Khi mình làm xong miếng thịt rồi thì mình sẽ tự chế biến, mình sẽ chế biến theo khẩu vị của mình thích ăn. Mình sẽ kho hay mình sẽ chiên lại. Thì bây giờ cái khâu đầu tiên mình ăn là mình đã chiên rồi đó. Rồi bây giờ là mình muốn thìa lại với ngũ vị hương. Thì chúng ta sẽ chiên giòn lại. Đây là bột ngũ vị hương, mình sẽ cho vào chảo một ít bột ngũ vị hương. Mình sẽ làm như thế này thì miếng thịt của mình nó sẽ mình sẽ cho khoảng nửa bọc ngũ vị hương đó các bạn. Và đây là tỏi bằm. Thì mình sẽ cho lửa riêng nha. Mình cho một ít nước vào. Mình tận dụng nước như nước súp, nước dùng của mình vậy đó. Mình cho nêm một ít nêm. Một muỗng bột ngọt nhỏ thôi. Một ít hạt nêm, ít hay nhiều quá nó mặn luôn các bạn. Chút xíu đường thôi, không cần nhiều đường. Tại vì cái món thìa này mình cần có một chút đường. Nó vàng nó giòn lên như thế này mình chìa lại rất là ngon với các bạn. À, là mình sẽ lấy ra để mình kho này nha các bạn. Mình sẽ kho kho thịt, còn những cái miếng nhỏ thì mình sẽ chìa lại. Tại vì những miếng nhỏ mình chìa nó sẽ rất là giòn. Còn cái miếng to như thế này thì mình kho thì nó thấm, mình kho với nước dừa y như người ta kho thịt mặn vậy đó mọi người. Có lẽ mình sẽ tắt cái bếp này nha. Thì cái món thìa của mình đó là mình sẽ mình cho lửa lớn thôi. Nãy giờ mình chụm riêu riêu, bây giờ mình sẽ cho lửa lớn và mình thìa nha các bạn. Nó thấm đều, nó thấm đều thịt của mình. Mình sẽ làm rất là nhanh tay. Mình chọn nhanh tay như thế này để cho nó thấm vô mà nó không bị mềm thịt của mình đó các bạn. Rồi mình tắt bếp nha. Mình sẽ cho một chút hành lá vô đây cho nó thơm. Xong.
Rồi mọi người sẽ thấy mình có một món thịt thìa rất là ngon tuyệt vời đó các bạn. Nhưng mình không để dầu nhiều. Tại vì mình không có thích để dầu nhiều ăn nó sẽ ngán. Cho nên mình chỉ để một ít dầu thôi. Vì vậy mà mình không có thấy nó giống như tôm dầu, tôm mỡ của cái món đồ mặn của người ta từng làm. Ở đây thì mình đã có một món thịt khìa rất là tuyệt vời đó mọi người. Cái món thịt khìa này ăn là rất là rồi. Như vậy là đã hoàn tất một món thịt mình đã khìa đó nghe các bạn. Thì một ít ở đây phân nửa là mình để mình kho nè. Còn xong ở đây thì là thịt khìa. Mời thưởng thức nha. Hồi nãy thì mình ăn thịt mình lấy ra mình chiên. Còn bây giờ là nó bắt đầu mình đã khìa. Đó. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái miếng thịt khìa của mình ngon không? Mọi người có thấy không? Cái miếng thịt này nó rất là tuyệt vời. Giống thịt thật. Mình xuyên làm một chút thì cái món ăn của mình nó sẽ đa dạng và phong phú lên đấy các bạn. Vì ăn chay thì không có gì ngon đặc biệt. Cho nên mình sẽ cố chế biến thêm những cái món ăn mới lạ. Mọi người cùng chế biến và thưởng thức với mình nha. Tạm biệt mọi người. Cùng ăn chay để cho sức khỏe nó được an lành, hạnh phúc, an lạc, trí tuệ sáng suốt, tâm thần an định. Cầu nguyện cho dịch bệnh qua đi. A-di-đà Phật. Mời anh thưởng thức. Anh thử nha anh. Cảm nhận. Sao? Ngon. Cảm ơn. Tạm biệt mọi người.